anh ấy phát phát trước, phát phát như vậy, tốt chưa? Sao nó về hung biểu, hung biểu quên anh mang về mà sao? Về ước có thể bỏ ước. Không ai hung. Không hung. Tao làm gì? Em bảo bên đây mang về mà hôm nay đi rồi. Về. Nè, hồi sáng là nó xong kia này mất. Về ước anh mang về. Anh anh. Tính tính. Nếu có thể vậy thì mình bỏ về thì bỏ về được hết luôn. Giờ là đi qua. Đó là mang về rồi thì nói. Cho bên kia đấy. Về đâu bao cái ống này. Cái ống này chắc làm cho đi lúc đầu. Yeah.
phải tính như vậy. Oh!
Oh,
lố chúc anh không? Hey, 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 hey
thấy đường nào quên rồi. Nghe thằng Hèo hỏi nó thử. Hỏi nó kẹt mà Hèo mà. Mạnh nó xe lấy rồi, vui gì nó thủ. Tắt được đèn bước nào. Uống đâu có mạnh đâu mà sợ. Không, không chủ quan nha. Rồi trọng tài biết ra rồi, hãy ăn mừng nha. Luôn luôn luôn. Sao? Sao?
đó, lên 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 luôn, lên luôn. Lên 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 l
Hết cố rồi, không có được.
vào. Đúng rồi.
ok. Từ từ nè. Lui lui lui. Tao đốt cái này nữa phía. Đốt cái này nữa phía. Hết viên cháy viên luôn rồi. Rồi hôm nay máy trận nè cháy viên. Bữa hôm việc và cho bác cũng cháy viên luôn. Phải lấy điện thoại quay. Hát luôn. Những năm sau thì dự phòng 3 diễn viên rồi. Đây có dự phòng 2 viên rồi. Không đủ. Xe qua xe lại không đủ. Thank you.
Các loại nam nữ tên người bảy bước, đi xuống bảy bước, tên người bảy bước đi. Kính thưa ban tổ chức giải bóng chuyền nam nữ học sinh trung học cơ sở năm học 2020 và 2021, qua thời gian thi đấu 3 ngày thì ban tổ chức cũng đã lựa chọn ra những đội đạt giải nhất, nhì, ba và thứ nhất về tham dự và trao giải. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Nghệ An, giải bóng chuyền nam nữ học sinh năm học 2020-2021 như sau. Về nam, giải kiến thức trường trung học cơ sở Hoài Mỹ, trường trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, trường trung học cơ sở Tân Văn Nam Sơn, giải ba, trường trung học cơ sở Hoài Tân, giải nhì. Xin lỗi là Tân Văn. Rồi, trung học cơ sở Hoài Tân và trung học cơ sở Đào Duy Từ. Đồng Hoàng ba, trung học cơ sở Hoài. Rồi, tiếp theo hai đội Đồng Hoàng ba của nữ lên nhận cờ. Rồi, xin trân trọng kính mời cô An cho giải ba, Đồng Hoàng ba cho hai đội. Từ chờ chút, rộng quá chụp không được, rộng quá mình ghép nó hẹp nữa. Chúng ta cho một tràng hỗ trợ tất cả tinh thần em. Thôi mời hai đội về vị trí cũ. Tiếp theo mời hai đội đồng hành ba số năm trung học cơ sở số hai. Ta cho một tràng hỗ trợ kết lễ cho hai đội. Chúng ta cho một tràng hỗ trợ kết lễ cho ông đội đạt giải nhì. Giữa đây coi. Đang giữa tay, tôi đặt đội đặt chén gì? Tiếp theo, xin mời Tam Quyền. Lùi 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 xuống lùi xuống lùi xuống, xe lên xe lên. Mấy mình lùi ra, mấy mình lùi ra đi. Xếp một hàng đi. Các em đứng hàng ngang ổn định đi. Mấy em tàu hàng đứng ổn định đi. Lùi ra nữa, các em lùi ra đi. Xin đăng kính trọng kính mời cô An Cao Cơ đặt tích cho đặt cho đội đặt vô địch. Chúng ta cho một đầu ở đây kích lệ cho đội vô địch. Rồi mời các em về vị trí cũ. Một hàng. An Cao Cơ đặt cúp cho đội vô địch. Và chúng ta chúc mừng. Nào con. Cho nó lại bé.
Rồi chuẩn bị hô nha. Hey,